Jelly Phô Mai, thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Mày đúng là thằng nhỏ mọ Nguyên à. Anh Hai ơi, cho em mượn laptop đó đi. Đi vô khác chơi, biết. Làm gì lại lo hết hồn vậy? Có ai đứa lo to mày nữa? Ai? Ai? Dám là em hả? Ai? Hùng hả? Trời ơi, trời ơi, sợ quá à. Mấy con nhỏ này. Ơi nè, Linh Chi có sao không? Linh Chi không những biết nhảy mà còn là nhảy xuất sắc luôn đó ông. Ui, bạn ấy là đại diện cho quận lên thành phố thi nữa đó. Vậy hả? Trong trường của con á là bạn này nổi tiếng cũng cỡ Sơn Tùng MTP đó ông. Wow. Dạ bạn nó quá. Nghĩa sao vậy? Anh làm gì mà có cửa so sánh với Sơn Tùng? Sơn Tượng thì có, không biết phân, không có thận mà đòi bị đặt so sánh. Đi. Sao nói tôi không có thận? Ý của nó là không biết thân, không biết phận á. Cái chuyện mà chúng ta cưới nhau á, em sẽ xem xét lại coi anh như thế nào, rồi sau đó sẽ đồng ý cưới anh. Cưới anh là sao? Ê nè, nói gì vậy? Mới nói gì vậy? Làm chi nói cái chuyện là sắp tới á, đòi cưới tôi á. Trời, làm như em có quyền quyết định vậy hả? Tại sao em lại không có? Nè, nói cho em biết luôn, thằng bạn anh chỉ xem em như là một cái đinh thôi. Tại vì trong lòng của nó thích bà cô dạy thêm của anh, hiểu không? Cái gì? Bà cô Diễm My. Ừ. Nó còn nít, nó mới chịu nói chi vậy? Nói nó bị ảo tưởng. Cái gì vậy? Bộ anh thích cái bà cô khùng điên lắm hả? Nè nha, con nít không có khùng điên, hỗn hào vậy đó. Cái này chuyện người lớn, em không cần biết đâu. Chuyện người lớn gì mà chuyện người lớn? Đã có hôn ước với nhau rồi mà còn đi thích người con gái khác nữa. Đúng là cái đồ điệu này. Đâu Ê. Cái gì mà ồn ào vậy? Đi, anh đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên. Bạn, vô phòng tôi đi. Không được vô, không được. Đi vô đi bạn. Không được vô. Ở đây nói chuyện, cái gì vậy? Anh mới kỳ á, làm anh mặn vậy hả? Thấy em mình bị bỏ rơi mà còn theo phe ảnh hả? Theo phái gì đây? Ai cũng vậy hết á, ai cũng có quyền thích người đẹp. Bộ em không xứng với anh hả? Bà cô đó có gì đẹp hơn em chứ? Nói mà không biết xấu hổ, đẹp hơn em gấp trăm lần luôn á. Đẹp hơn em gấp trăm lần á. Ừ. Mà cô đó làm gì có cửa với em? Phòng em có gương không? Thay vì đứng ở đây gân cổ la lối ôm sòm á, thì vô trong phòng soi gương lại đi. Mắt anh có bị chuột gặm không? Hả? À, con mẹ, mẹ thấy ai đẹp hơn mẹ? Con hay là cô giáo dạy anh Hai? À, cái đó chị đẹp nhất. À, làm chi đẹp nhất? Làm chi của mẹ đẹp nhất? Mẹ phải trả lời anh đã nói rồi. Bớt ảo tưởng đi. Cái đầu là để suy nghĩ chứ không phải là cái đầu để chân, hiểu không? Ôi, gì kỳ vậy? Mắc gì? Chứ gì nữa em tưởng đẹp hả? Đúng rồi, em đẹp lắm mà. Chắc đẹp. Nè, nếu mà em đẹp á thì Tuấn Khải nó đã không bỏ em để đi theo bé Tâm Anh rồi. Ý anh nói là anh Tâm Anh đẹp hơn em hả? Cái vấn đề không phải là cái đẹp ở ngoài, mà người con gái là cần cái nết. Chưa nghe câu cái nết đến chết cái đẹp hả? Trời ơi, giờ anh chưa biết luôn hả? Cái câu đó là xưa rồi, còn thời nay nè cái đẹp mới đánh xẹp cái nết luôn á. Không có đâu, cái nết đến chết cái đẹp á. Thôi anh vô anh đánh gặp lại đi. Thôi, Nguyên, suốt ngày chọc em hoài. Hai cái đứa này. Trong nhà này á, anh thích nhìn mẹ hơn nhìn em á. Với lại nhìn chị Tâm Ý nè. Anh coi lại anh đi, anh cũng đâu đẹp bằng ba đâu. Thì đi lấy gương coi lại đi. Thôi anh đi lấy gương coi lại đi. Đi lấy gương lại đi. Thôi. Nói lấy gương coi lại á. Nó đẹp để cho nó đẹp đi. Thằng này. Nhà con đứa em mà cứ ghẹo nó hoài vậy. Mẹ nó con xấu con chịu không? Thì nếu mà nó là sự thật thì con chấp nhận. Chứ mà mẹ cứ khen nó hoài, nó tự ảo tưởng nó đẹp á là chết luôn. Thôi nó còn nhỏ mà, nó muốn đẹp thì cho nó đẹp đi. Nè. Ủa? Sao giờ này hai anh mới xuống? Mình phải đi sớm để dành chỗ gần sân khấu nhất mới được. Ôi, bạch mã hoàng tử của em ơi, em tới đó.
chứ. À, hay anh có mang vé của em theo rồi đúng không? Ờ, có. Hỏi thiệt tỉnh. Bây giờ tính sao đây? Thôi sao? Bây giờ bạn đi ra ngoài trước đi để tôi tính cho. Nè, hai anh mang vậy đi. Đó, mang vô lẹ, mang lẹ nha. Ờ, anh đi trước nha. Ừ. Anh cất cho. Anh Chi ơi. Hả? Tao mang thịt sườn kìa. Gì? Đâu? Đó. Có đó. Ủa? Hai anh đâu rồi? Bé làm chi đứng dưới đây kìa. Cái gì? Sao chạy nhanh vậy? Dính chặt vô bạn. Bây giờ sao bây giờ? Đợi em chứ. Anh đâu mà em gì? Ây da. Sao rồi bạn? Con bé nó mất tiêu rồi. Nhỏ này chạy ghê thiệt á. Tiền mà đòi ăn thịt nướng là sao? Sao bà dám đánh con hả? Đồ đáng ghét. Cái gì mà đáng ghét? Ăn quýt mà còn hỗn láo nữa hả? Làm chi? Làm chi? Làm chi? Con không có được chị nữa nha. Làm chi? Con á. Làm chi? Đi đâu vậy? Anh Hai ơi, cái đồ đáng ghét này nè, dám quýt cho tay em á. Ủa sao tự nhiên mà đánh em con vậy? Cái cô bé này nè, nó vô quán tôi nó ăn hết 8 phần thịt nướng mà nó không trả tiền. Anh Hai, mất tiền ra trả cho bà sợ. Dạ, hồi đây con trả cho. Bao nhiêu vậy bà? 2.4 triệu. Cái gì? 2.4 triệu? Một mình nó ăn 2.4 triệu hả? Chỉ là số lẻ, em còn có thể ăn thêm được nữa. Thôi im đi. Nhưng mà bà ơi, ở đây con còn có 1.3 triệu với mấy chục ngàn à. Đi theo Chi cho khổ vậy trời. Thôi, chốn em Chi, cho giờ em khổ vậy trời. Nói nữa. Ủa, ông ở đây hả? À. Phải ăn một miếng cho thiệt đã mới được. Không được ăn. Bánh kem đâu ra vậy? Của chị mình cho mình á. Nó là của tao. Ê, Chi, bánh của người ta mà. Lên Chi, cái con nhỏ này. Lên Chi. Bánh của em. Thôi, để hôm khác chị mua cái khác cho. Làm chi? Làm chi? Gì vậy? Sao chuyện bánh của Tâm Anh? Bất cứ cái gì trong nhà này đều là của em hết. Em là bà chủ. Của em không? Bà chủ không? Bà chủ không? Nè, em đang đánh cốt nè nè. Tao bánh nào nào? Tâm Anh ơi, Tâm Anh. Tâm Anh, có há cảo ngon lắm nè, ăn đi. Dạ. Nè. Không được ăn, là của em mà. Ê, ai đâu có làm cho em đâu. Có mắm tôm không vậy? Ai làm cho em ăn đâu, ai. Không được, không được, là của em mà. Tâm Anh ơi, rang bánh kem nè. Bánh kem hả? Ngon quá à. Gì? Bánh kem là của tao mà. Ê, không được ăn. Anh Huy nói là cho mình mà. Còn lâu nha. Có mắm đúng không? Anh nào biết. Anh nào có hay.
Cô, ngơi ngơi từ đầu mà. Có mắm rõ ràng nha. Thôi, em đỉnh thiệt chứ. Có mắm tôm mà em cũng ăn được hả? Dạ, cái gì ăn được, ngon mà.